thêm là anh đang làm về mảng gì? Và nó có liên quan đến đến cốt đấy. Trong quyển là một là cái tài xế không?
phải xa lâm không? Có nhiều ở đấy. Liên hệ luôn. Em học đúng chuyên ngành không? À, học trái ngành luôn ạ. À, anh cũng chia sẻ thêm một chút là ở lớp Phan Em tháng trước thì cũng có khoảng 3 bạn nữ đấy đó. Có 3 bạn. Thì anh thấy là những bạn nữ là học lập trình hiệu quả hơn các bạn nam. Bởi vì nhìn qua bài tập các bạn gửi thì bạn nào làm cũng tốt hơn. Thì em hy vọng là lớp mình có thể. Thank you very much.